Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Cứ Thế Tổ. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video buổi chiều ngày hôm nay ở trên kênh Thế Hùng Cứ Thế Tổ thì mình sẽ là cập nhật cho các bạn cái thông tin về cái dự án Super Sushi Samurai. Thì ở cái dự án này thì chúng ta chơi chơi game để chúng ta kiếm cái điểm point. Và cái điểm point này thì chúng ta sẽ được nhận airdrop, đó là cái đồng token SSS các bạn nhé. Thì ở cái video này thì mình sẽ cập nhật cho các bạn một số các cái thông tin, ví dụ như là dự án đã công bố cái thời gian kết thúc airdrop và phân phối cái đồng token airdrop, đó là cái đồng SSS cho người dùng và tham gia vào trải nghiệm cái ứng dụng game của họ. Và cái ứng dụng game này thì nó cũng là cái thuộc chain kiếm coin ở trên cái ứng dụng Telegram mà đăng kết là cái trend hot của cái năm 2024 này. Thì dự án Super Sushi Samurai thì cũng đã có cung cấp cho chúng ta về cái nguồn tổng cung và về cái contract. Vì contract này thì nó là chạy ở trên cái mạng Balat ấy. Cái mạng Balat thì nó cũng là một trong những cái mạng mới chạy trên cái hệ là mạng Ethereum. Nó giống như Arbitrum One đấy các bạn. Thì ở đây SSS hiện đã có mặt để giao dịch ở trên trên TuFi và vui lòng đặt mức trượt tối thiểu là 2,5%, cao hơn khi bắt đầu. Và ở đây thì giao dịch tối đa là 0,05% tổng nguồn cung 277 tỷ, sở hữu tối đa là 0,25% tổng nguồn cung. Và ở đây thì họ cũng cung cấp cho chúng ta cái contract nhé. Thì cái contract này thì nó chạy ở trên cái mạng là Balat, thì các bạn có thể là vào cái sàn. Hiện tại thì chúng ta có thể mua, nhưng mà như mình mua này thì các bạn có cái khả năng thì chúng ta đầu tư, còn nếu không thì chúng ta chỉ xem để mà tham khảo thêm cái thông tin, cũng biết biết thêm về cái dự án này. Thì cái contract này khi các bạn dán vào thì các bạn sẽ thấy được là cái đồng này nó đang khá là nhiều, số 0, 0.07, số 0, 376 nhé. Đó, và cái giao dịch cũng như là volume thì khá là lớn. Ở đây thì giá đang đang tăng, cũng đang tăng khá là cao nhé, x46% này. Đó. Và khi các bạn có thể là add cái đồng là SSS này vào trong cái ví chốt wallet hay là cái ví MetaMask hoặc là cái ví Bitkeep. Đây, như mình ở đây thì mình cũng đã add vào trong cái ví này. Đó. Thì các bạn nhìn thấy là cái chính thức là SSS game nhé. Thì đây là một cái chạy ở trên cái mạng Balat blockchain. Đó, thì ở đây chúng ta add cái đồng này vào ví, thì sau này thì chúng ta sẽ rút rút cái đồng này về cái ví của chúng ta và chúng ta sẽ giao dịch ở trên cái ví này. Khi các bạn có thì chúng ta sẽ giao dịch ở trên cái ví này, hoặc là các bạn có thể giao dịch ở trên cái sàn đây các bạn, sàn AVE này nó là vừa sàn là vừa là ví luôn nhé. Thì chúng ta sẽ giao dịch bằng cái này. Tất nhiên là chúng ta sẽ phải có cái đồng Ethereum mạng Balat thì chúng ta mới swap được và bán được cái đồng này. Thì khi đó thì được rút thì mình sẽ cập nhật với các bạn sau. Trước tiên là mình cập nhật cho các bạn về cái thông tin rút nhé. Thì dự án cũng đã công bố cái thời gian chúng ta rút cái đồng kết thúc airdrop cũng như là mở rút rồi. Đây. Các Samurai chỉ là một lời nhắc thân thiện rằng giai đoạn tiền ra mắt sắp kết thúc, chỉ còn một ngày cho nhiệm vụ. Đừng quên thực hiện nhiệm vụ X để đủ điều kiện nhận Aerobe. Và nhiệm vụ này thì sẽ kết thúc vào 20 tháng 3. Đó. Và 8 giờ sáng UTC. Tức là 15 giờ chiều ngày 20, ngày hôm qua các bạn nhé. Và chúng ta sẽ yêu cầu Aerobe diễn ra từ ngày 21 tháng 3 cho đến ngày 29 tháng 3. Đó, thì hôm nay là ngày 21 rồi. Thì chúng ta sẽ truy cập vào trong cái ứng dụng game để mà chúng ta xem là nó đã phát hành cái Aerobe chưa và đã mở cho chúng ta chức năng rút hay là cái số lượng token mà chúng ta nhận được, xem nó đã có chưa. Đó, thì bây giờ mình đã truy cập vào trong cái phần game thì hiện tại thì vẫn đang chiến đấu các bạn nhé, và game vẫn đang tự chiến đấu. Thì cái con bot này thì chúng ta đăng ký tài khoản thì nó sẽ có một cái con bot, và cái con bot này thì nó sẽ tự chiến đấu, tự động chiến đấu, và nó sẽ tự động nó kiếm cái điểm point cho chúng ta và nó sẽ cộng ở trên này. Đó. Đó chính là cái đồng SSS nhé. Và sau này thì không biết là nhận Aerobe thì nó sẽ là tỷ lệ 1:1 hay là nhận theo như thế nào. Thì
Cái này thì hiện tại thì dự án vẫn chưa công bố rõ ràng về cái phần này. Đó thì ở đây số 0 là Chứng tỏ vẫn chưa tổng hợp về đây. Đó, và khi các bạn đăng ký thì các bạn nhấn vào phần ví thì nó sẽ có một cái, mỗi người nó sẽ có một cái địa chỉ ví ở đây. Địa chỉ ví ở đây này. Và các bạn mỗi người đăng ký thì chúng ta sẽ có một cái địa chỉ ví. Đó, và cái số dư ở đây là chính là cái đồng Ethereum của mạng Balad. Đó. Thì như vậy thì chúng ta sẽ cần phải có cái đồng này ở trong cái ví này để chúng ta rút cái đồng SSS này. Hiện tại thì vẫn chưa tổng hợp cái Aerobe ở đây. Và các bạn có thể backup cái cây của cái ví này để chúng ta nhằm cái lúc mà chúng ta mất vô tình chúng ta xóa tài khoản, chúng ta còn khôi phục được ở cái phần cây này. Đó là cái khôi phục cái ví của chúng ta nhé. Còn hiện tại vào đây thì mình thấy là vẫn chưa có cái thông tin gì liên quan đến về cái việc rút, và những cái mục này thì họ vẫn chưa mở, nó chỉ còn mỗi cái mục chính này thôi, mục mục wallet này thôi. Hiện tại thì chưa tổng hợp cái số dư về đây, thì nó phải tổng hợp được cái số dư về cái phần ví chính của chúng ta với phần wallet này này thì chúng ta mới mới rút được cái đồng này về cái ví của chúng ta thì chúng ta mới giao dịch được. Đó, còn nó chưa cập nhật về đây thì chúng ta chưa thể là giao dịch được các bạn nhé. Và tất cả những cái mục mà nó in mờ như này tức là chúng ta không thể nào mà chúng ta kích vào được. Rồi thì ở cái phần này thì nó sẽ có cái phần nhiệm vụ. Đây cái phần số dư này này nó phải tổng hợp lên trên này cơ. Cái phần nhiệm vụ này thì các bạn nào mà chưa hoàn thành các cái nhiệm vụ mạng xã hội, đây là cái nhiệm vụ là chúng ta điểm danh hàng ngày nhé. Và cái nhiệm vụ mạng xã hội thì các bạn kích vào đây này. Đó, thì dự án cũng yêu cầu chúng ta là hoàn thành hết tất cả các cái nhiệm vụ mạng xã hội này để mà chúng ta nhận Aerobe. Các bạn lưu ý nhé, chúng ta không hoàn thành tất cả nhiệm vụ mạng xã hội này thì chúng ta sẽ không được nhận cái Aerobe đâu. Và cái tổng số điểm đây này và cái thứ hạng của mình đang ở 45 nhé, cái danh này đó, hiện tại là cái tổng số mà cái đồng SSS mà mọi người kiếm được, đây là cái điểm point nhé, người ta gọi là điểm sao á, 2.397.662.000. Đó thì ở đây tổng người tham gia là có 376.762. Cái số lượng người tham gia khá là ít nhé. Cái những cái dự án mà càng ít người tham gia thì cái tỷ lệ mà ăn cái Aerobe này nó cực kỳ là cao. Bình thường thì những cái dự án mà lớn ấy thường thường là nó phải trên 1 triệu người tham gia. Ở đây thì mới chỉ có 376.763 người tham gia. Cho nên cái tỷ lệ ăn Aerobe của cái dự án này cũng khá là cao. Thì những bạn nào mà chưa tham gia vào làm cái kèo này thì chúng ta có thể đăng ký tham gia. Ít nhiều thì chúng ta cũng kiếm, tham gia muộn thì chúng ta sẽ kiếm được ít, còn những bạn nào tham gia từ đầu thì chúng ta sẽ kiếm được nhiều cái điểm point này hơn và chúng ta hoàn thành các cái nhiệm vụ copy link chia sẻ mời bạn bè tham gia để chúng ta kiếm được thêm nhiều cái điểm point này và chúng ta sẽ nhận được cái Aerobe. Và theo cái thông tin thì ngày hôm nay thì có thể là hôm nay hoặc ngày mai thì sẽ có cái thông tin rút hoặc là phân phát cái Aerobe thì mình sẽ cập nhật với các bạn ở cái video lần sau nhé. Video này thì mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.